tất cả đã. Master 3 M200 Max Level ơi ơi, tất mở khóa tất cả các plan nhé. Các bạn sẽ sở hữu tất cả plan trong shop phiên bản mới nhất 8.0.1, con mới đây, găm nút cũng Master 3 M200 nhé, rồi xin vai cũng Master 3 M200. Rồi bây giờ mình sẽ vào để test thử. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Flan Gamer, một tựa game Flan với Zombie 2. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh để có thể theo dõi được những video hay nhất, hấp dẫn nhất tại kênh Flan Gamer. Đừng quên nhấn chuông để có thể là người đầu tiên sở hữu những video mới nhất được up lên từ kênh Flan Gamer nhé. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn quay trở lại với clip của mình. Hôm nay mình lại có thời gian để làm clip cho anh em xem đây. Thì clip này đó là phiên bản 8.0.1 và ở đây mình sẽ update M200, Mastery M200, Max Level tất cả các plan cho tất cả anh em nhé. Thì trước khi vào hướng dẫn anh em cách mod M200 thì xin mời anh em xem qua cái shop cây của mình nhé. Thì đây anh em nhìn nhé, tất cả các plan đã được mở khóa. Đấy, đây, đấy tất cả plan nhé. Ở đây tất cả plan đã được mở khóa trong phiên bản mới nhất 8.0.1. Thì nếu như anh em mà muốn up thủ công đấy lên Master 3 M200 thủ công thì anh em chỉ việc nhấn vào đây và up nó lên thôi. Đây, đấy. Và anh em up tùy vào anh em nhé, và số vàng của anh em phải nhiều thì mới up được lên nhé. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh em làm cách này, cách thủ công này thì anh em sẽ mất rất nhiều thời gian, một tuần thậm chí đến nửa tháng anh em mới up xong tất cả các plan này. Đây đấy, tất cả plan trong phiên bản mới nhất 8.0.1 này có rất nhiều plan nếu như anh em làm cách thủ công. Còn thì anh em đừng lo nhé, mình đã có cách để giải quyết vấn đề này. Thì anh em chỉ cần vài phút thôi là anh em có thể làm thành công cái Master 3 M200 này. Chỉ cần thực hiện vài bước và các bạn bỏ ra xem vài phút thôi thì các bạn chắc chắn sẽ làm thành công, ai cũng làm được. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể từ A đến Z cho các bạn để các bạn dễ hiểu và làm thành công nhé. Rồi bây giờ mình sẽ out ra và đi hướng dẫn các bạn ở đây nhá. Các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video của mình, thì link mình để dưới phần mô tả video đây. Trước tiên các bạn sẽ tải cho mình cái file ES Explorer về duyệt tập tin nhá. Đấy. Và bước thứ hai, các bạn sẽ tải cho mình cái Flan với Zombie 2 phiên bản mới nhất 8.0.1. Thì cái trên set play chưa cập nhật phiên bản này ở, thì mình sẽ dán link ở dưới phần mô tả video, các bạn chỉ việc nhấn vào và tải nó về thôi. Thì cái này nó khoảng 30 MB, các bạn sẽ tải về và cài đặt đè lên cái phiên bản cũ nhá. Sau đó các bạn vào game để chơi lấy data game nhá, một vài lượt thôi, không cần phải nhiều. Đấy, bước thứ ba, các bạn sẽ tải cho mình cái link M200 này. Các bạn cũng nhấn vào đường link và tải nó về thôi. Vì link này là Medify, nó rất dễ dàng thôi cho các bạn tải. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thoát ra. Đấy, và bước thứ tư, các bạn sẽ vào ES này. Đây, để chúng ta sẽ duyệt tập tin và chép cái thành công cái mod M200 này. Thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ vào Internet Storage, chọn mục download cái file vừa mình tải xong đây. Đấy, chính là đây, mình sẽ nhấn giữ này, chọn dấu ba chấm này, và chúng ta sẽ nhấn giải nén nha. Chính là bb.dat max level M200 phiên bản mới nhất 8.0.1. Các bạn sẽ nhấn vào OK và giải nén. Thì khi nó đã giải nén thành công, các bạn sẽ nhấn vào đây. Đấy. Và ở đây chính là file bb.dat M200. Thì các bạn sẽ chọn file này và chép vào thư mục Android nhé. Dấu ba chấm, chép vào Android data, kéo lên com.ea game bv2 row. Tiếp tục là file no backup. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn OK.
áp dụng cho tất cả ghi đề. Thì các bạn sẽ chọn áp dụng này, sau đó ghi đề. Thì các bạn chỉ cần bỏ ra vài phút thôi là chúng ta có thể làm thành công cái Mastery M200 này, tức là đặt Mach Devil và mắc tất cả các plan nhé. Ngoài ra chúng ta còn sở hữu được số coin, số vàng, tức là số coin tức là vàng đấy, kim cương và kẹo full nhá, 1 tỷ cho anh em thoải mái sử dụng. Rồi bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta chỉ việc out ra thôi. Tắt mạng đi, các bạn nên nhớ tắt mạng nhá. Vào game xong chúng ta sẽ bật mạng lên sau nhá, để chúng ta có thể chơi arena hoặc là chơi Benny Pursuit, chế độ Benny Pursuit đều được. Chúng ta nên nhớ phải tắt mạng khi vào game. Rồi bây giờ sẽ nhấn vào game để trải nghiệm những gì thú vị nhất khi chúng ta đặt Mach Devil. Đây chính là tên kênh của mình nha, Flan Gamer. Thì các bạn đã làm thành công thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để có thể theo dõi thường xuyên video hay nhất được up lên từ kênh Flan Gamer. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt. Và các bạn để ý, đây chính là version 8.0.1, phiên bản mới nhất trong Flan với Zombie 2. Thì ở đây nhá, các bạn sẽ nhìn số kẹo này, kim cương này, vàng này, đấy. Tất cả đều là 1 tỷ cho anh em thoải mái sử dụng nhá. Mua tẹt ga, đồ đạc trong shop. Và chúng ta có thể chơi arena hay là Benny Pursuit thì không sợ gì nhá. Đây nhá, các bạn sẽ vào cái quyển sách góc trái màn hình này và chúng ta xem. Đấy. Đấy. Này. Tất cả đã Mastery M200, Mach Devil. Đấy. Đấy. Tất mở khóa tất cả các plan nhá. Các bạn sẽ sở hữu tất cả plan trong shop phiên bản mới nhất 8.0.1. Đấy, tất cả các plan đã trở thành M200. Đấy. Đây. Con mới đây, găm nút cũng Mastery M200 nhá. Rồi xin vai cũng Mastery M200. Rồi, bây giờ mình sẽ vào để test thử cho tất cả các bạn xem khi nó đặt Mach Devil như thế nào nhá. Chúng ta sẽ bật mạng lên để chúng ta có thể chơi được chế độ arena hoặc là Benny Pursuit. Đây, mình sẽ vào chế độ Benny Pursuit nhá. Đây. Và mình sẽ đi 3 quả ớt. Thì cái chế độ này chúng ta sẽ không chọn được cái con flan mới nha. Đó là găm nút và xin vai. Thì tất cả đều mà là M200 rồi. Thì các bạn chọn cái nào cũng được, nên là chúng ta cũng không cần thiết nhé. Và ở đây các zombie ở chế độ Benny Pursuit có cả Gangatua nhé, rất mạnh luôn các bạn nhé. Chúng tiến lên rất mạnh luôn. M200 của chúng ta cũng khó mà tiêu diệt nó đây này. Đấy các bạn nhìn xem, nó lên rất đông. Và Gangatua rất khỏe luôn. Đấy các bạn nhìn xem, nó rất khỏe luôn, rất mạnh, tiêu diệt mãi mà không tiêu diệt được các bạn ạ. Các bạn nhìn nhá, đây, nó rất khỏe luôn. Các zombie bình thường nó cũng rất mạnh và các Gangatua nó cũng rất mạnh. Đấy các bạn nhìn đấy, mình phải dùng các cây này để cho chúng bay ra xa thôi, vì ở đây chúng mạnh quá các bạn ạ. Trận đấu này cực kỳ gay cấn đây, không biết là mình có thắng nổi không, nhưng mà ở đây mình sẽ dùng cái cây này để đẩy xa các zombie ra, cho chúng không tiến gần đến nữa. Ở đây mình sẽ không có cái xe nào nhá. Chúng mà tiến dần đến phá hết cây cối của mình là coi như mình đã xong. Thất bại đã thuộc về mình. Phải đẩy xa zombie ra nhá. Zombie ở đây rất trâu luôn. Chế độ Benny Pursuit này, Gangatua này, nó mạnh khủng khiếp các bạn ạ. Mình dùng bom nho như thế này mà cũng không thể tiêu diệt được các Gangatua này. Mà ở đây là các flan của mình là M200 đấy.
các bạn ạ. M200 đấy các bạn ạ. Cực trâu luôn, zombie ở đây cực trâu luôn. Mình phải lại tiếp tục đẩy nó ra xa thôi. Trận chiến này mình cũng bị hao tổn rất nhiều cây cối các bạn ạ. Nhưng không sao, cuối cùng số giây giờ đã hết và mình đã chiến thắng để nhận được cả 4 kim cương trong chế độ 3 quả ớt này. Cực khó luôn các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ thắng ở trận này. Với 3 quả ớt chúng ta sẽ được tăng 30% nhé, ở cái nhiệt kế của con robot này. Đây, đấy. Thì hôm nay mình chỉ test thử cho các bạn xem cái Max Level M200 là như thế vậy. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì các bạn hãy xem kỹ video và làm theo hướng dẫn để có thể làm thành công cái Mastery M200 phiên bản mới nhất 8.0.1 này nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi video thường xuyên tại kênh Flan Gamer. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công!